Cửa hàng kasa.com chào đón mùa hè với siêu nhiều chương trình khuyến mãi và giảm giá. Nạp thẻ từ 20k nhận lên đến 999 con uy. Danh mục vòng quay, trò chơi hấp dẫn, nhận nhiều quà khủng cùng các phần thưởng vô cùng giá trị. Nick ở đây thì vô vàn, vừa rẻ lại còn vừa xịn. Thứ nào chịu nổi đây? Truy cập ngay vào cửa hàng kasa.com để mua ngồi bình nhá. Trùm momo.com, bé chơi chẳng lẽ momo cực kỳ uy tín. Trao thưởng chỉ trong 5 giây, thanh toán tự động 24/7. Tất thắng tuần nhận thưởng quà to. Truy cập ngay trùm momo.com để kiếm tiền nhé. Xuống đây, lùi đi, chơi được, cảm ơn các bạn đã xem video. Để xem thêm video xin vui lòng bấm vào video đang hiện ở trên màn hình. Đây là kênh của Rioma mà không có video để giúp anh em trở thành Bet Rioma thì nghe nó hơi bị vô lý. Và sau đây sẽ là 3 bước cực kỳ đơn giản để anh em chơi Rioma giống hệt OneQ, khác mỗi cái chỉnh. Bước đầu tiên để tạo nên thương hiệu của một Bet Rioma thì không thể thiếu đó chính là trang phục. 1. Thanh Long Bang Chủ. 2. Là Samurai Huyền Thoại. Chỉ cần có một trong hai trang phục này là bạn đã giống OneQ đến 50% rồi. Bước thứ hai để trở thành một Bet Rioma không phải là tập game map, cũng không phải là tập chiêu 1 tốc biến, chiêu 2 tốc biến, mà hãy tập để không lướt ngược chiêu 1. Bởi vì trong combat tổng chỉ cần bạn lướt ngược chiêu 1 thôi là bạn đã có thể vinh quy bái tổ rồi đấy. Bước cuối cùng đó chính là hạn chế cân 2, cân 3. Sợ nhất là mấy cái thằng kỹ năng thì có hạn, nhưng mà trí tưởng tượng thì rất chi là OneQ. Thay vào đó thì các bạn hãy lúc bụi, chờ kẻ địch đi qua và một combo đoạt mạng. Chúc các bạn thành công. As long as I'm with you.
cháu mong bác cho cháu một cơ hội ạ. Cháu sẽ yêu Uyên bằng tất cả những gì mà cháu có bác ạ. Thế à, cậu sẽ yêu con gái tôi bằng tất cả những gì mà cậu có? Dạ vâng ạ. Thế cậu có gì? Có cái đầu quầy. Em đang suy nghĩ
nghĩ